Hello, xin chào cả nhà ha. Hello, chào tất cả các chị đang xem livestream của shop 99 nha. Hello mọi người ạ. Các chị ơi, mình nhanh tay là vô xem livestream của buổi trưa ngày hôm nay ha. Rồi, các chị nào đang xem livestream thì mình comment cho em thấy nè. Hello mọi người, đầu like thì mạng hơi yếu nè, các chị thông cảm nha. Không nhìn thấy mặt chưa. Rồi, hello, hello, xin chào mọi người ạ. Đầu like mạng hơi yếu nên là nhìn không có rõ, nhưng mà từ từ nó sẽ rõ lại cho các chị ha. Các chị cứ vô đi ạ, cứ vô xem like ha và chia sẻ giúp em ạ. Chút xíu thôi là nó sẽ trở lại như bình thường ha. Mã hả? Nó không bấm vô hả? Không, nó bấm thôi. Chữ đó ghi chữ gì? Nó vẽ mù à? Đây nè, phải không? Ừ, đúng rồi. Rồi, hello mọi người. Hello. Mấy ghi tính nên chia sẻ vô nhóm. Không chia sẻ vô nhóm được thì mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình nha. Chia sẻ lên trang cá nhân của mình chia sẻ nhiều lên giúp em. Ví dụ như mình chia sẻ vô 10 nhóm thì thay vì không có nhóm thì mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình vào 10 lần. Và tất cả các bài chia sẻ vậy đều để chế độ công khai các chị ha. Rồi, hello chị Hải Yến nè. Nay nhận hàng rồi đẹp lắm em. Rồi cảm ơn chị Sương Rồng trên cát ha. Rồi hello mọi người, hello Ngọc Quyên nè, hello tất cả các chị xinh đẹp đang xem livestream. Thì như thường lệ ha, chị Đồng muốn mua đầm với giá là 19k tại đầu like. Em chỉ bán và tặng cho 5 chị đầu like thôi với giá 19k. Khi mà kết thúc mini game này thì sẽ trở về với giá bình thường. Và những bộ đồ này sẽ không có bán với giá bình thường đâu. Những bộ đồ này chỉ còn có một bộ và em để tặng cho mọi người thôi. Và đồ rất là xinh và đồ mới nha. Rồi người mẫu đang mặc là một cái đầm suông rất là xinh. Có thể là 55 cái đổ xuống các chị mặc thoải mái, nên là các chị cứ chơi game đi để mình nhận được mẫu này nha. Ai may mắn sẽ nhận được cái mẫu người mẫu đang mặc đây, rất là đẹp luôn, kèm cái dây thắt nơ cho mình luôn ha, rất là dễ thương luôn. Các chị chỉ cần chia sẻ đủ cho em vào 10 nhóm, sau đó comment 19k kèm tên của mình nha. Mình comment tên của mình càng nhiều trên like, chắc chắn 100% mình sẽ là người trúng thưởng các chị ha. Còn ví dụ như mình có comment nhiều mà không có chia sẻ, có trúng có không nhận được thưởng. Rồi một số chị là trúng thưởng và bên em phản ánh những ngày hôm qua về rất là nhiều, đó là mình trúng thưởng mà mình không để đúng cú pháp trúng thưởng. Có nghĩa là những chị nào được đọc tên trúng phải để lại số điện thoại, khoảng cách, mã số của bộ đồ được trúng thưởng và kèm theo chữ trúng thưởng nữa, thì bên em mới trao cái đường đó được cho mình. Còn rất là nhiều chị trúng thưởng mà để rất là hời hợt luôn, để quăng số điện thoại đó cho em, hay là chỉ để cho số điện thoại và mã số, như vậy sẽ bị nhầm lẫn giữa khách hàng đặt hàng và khách hàng trúng thưởng. Nên các chị nào trúng thưởng mình lưu giúp em vấn đề này nha. Rồi ok luôn. Các chị comment là 19k kèm tên của mình chứ không phải comment số điện thoại kèm tên của mình đâu chị ơi. Em mà lướt trúng comment của chị là em sẽ bỏ qua chị Thảo nha, tại vì chị comment sai cái cú pháp chơi game rồi. Rồi các chị đã chia sẻ đủ chưa? Bên em quản lý có thông báo là một số chị vẫn chưa chia sẻ đủ 10 nhóm mà đã vô đây comment tên thì có được đọc tên nhận thưởng, thì bên em kiểm tra lại không chia sẻ đủ, bên em hủy phần thưởng đó của mình nha. Nên lưu ý chia sẻ đủ cho em vào 10 nhóm, sau đó comment là 19k kèm tên của mình liên tục trên like này, chắc chắn 100% bạn nào comment nhiều sẽ trúng. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu lướt và chọn ra người đầu tiên sẽ nhận được cái đầm của người mẫu nha. Rồi nhanh tay nào. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi dừng ở đây. Ở đây là ai ạ? Ok, đó là chị Phạm Thị Kim Chi nha. Chị Phạm Thị Kim Chi có comment là 19k với tên là Chi. Phạm Thị Kim Chi còn trong like thì không chị ơi. Còn trong like này thì nhận thưởng nha, còn không là mất thưởng nha. Phạm Thị Kim Chi để lại số điện thoại, khoảng cách cho em là trúng thưởng, mã số là 711 nha. Phạm Thị Kim Chi nha. Những chị này mà không để đúng cú pháp là coi như không nhận được thưởng nha. Tên đầy đủ và có dấu đầy đủ luôn nè. Ai chơi game mà trúng là phải nhớ nhận nhau, nhận là phí lắm á. Đồ rất là đẹp mà chỉ bán giá 19k cho 5 chị đầu like thôi. Tại vì á, mấy trăm người xem like mà số lượng 5 người á, để có thưởng là rất là hiếm luôn. Thì đó là mình may mắn lắm mình mới nhận được thưởng, nên nhận thưởng giúp em. Rồi Phạm Thị Kim Chi để lại số điện thoại, khoảng cách 711 kèm chữ trúng thưởng giúp em và kèm với địa chỉ của mình nha. Rồi em sẽ trao thưởng cho chị luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu lướt và chọn ra người tiếp theo các chị nha. Bắt đầu lướt và chọn ra người tiếp theo nha. Các chị bây giờ mẫu em thì đang đi thay đồ rồi, nên là các chị em lướt xong thì mẫu sẽ ra ngay cho các chị xem cái đầm tiếp theo này là ai sẽ nhận được ha. Rồi nhanh tay giúp em nè, để mở màn hình sáng lên cho mọi người xem kỹ rõ hơn. Rồi đây nha. Rồi bắt đầu nha. Các chị ơi nhớ chia sẻ đủ cho em là 10 nhóm, sau đó mới comment 19k cái tên của mình. Chị Như Như chưa có làm chia sẻ đủ 10 nhóm nha. Bên quản lý vừa thông báo á, là chị Như Như chưa có chia sẻ đủ 10 nhóm nên là mình không có được chơi game, mình sẽ bị hủy bỏ nha. Nên là chị chia sẻ lại và chị comment lại giúp em nè. Rồi nhanh tay giúp em nha. Rất là nhiều chị không có chia sẻ đủ mà chơi game là chơi gian lận nha. Rồi bắt đầu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi em dừng ở dưới dòng xanh. Đó là dưới dòng xanh. Rồi ok, đó là chị Yến Yến nha. Yến Yến có còn trong livestream này không ạ? Chị Yến Yến có comment là 19k tên là Yến nè. Rồi bây giờ em chỉ đợi người mẫu ra và đọc mã số cho chị Yến Yến nha. Chị Yến Yến là người thứ hai. Sơ sơ thôi, ra cho nhau. Mã số. Chị Yến Yến còn trong livestream này không? Chị sẽ nhận được một cái set rất là dễ thương luôn. Một cái set yếm cực kỳ dễ thương luôn nha. 7 cộng 8. Có một màu thôi à? Ừ. Để toàn luôn 4 cái đúng không? Rồi ok nha. Đây chị Yến để lại cho em là số điện thoại, khoảng cách trúng thưởng, mã số 708. Chị có tên Facebook là Yến Yến nha. Chị sẽ nhận được một cái set yếm cực kỳ đẹp luôn. Đó là kèm áo và cả yếm bên ngoài cho mình. Cái màu này là màu đỏ đô, màu đỏ tím rất là đẹp nha. Chị Yến Yến để lại số điện thoại, khoảng cách trúng thưởng, mã số 708. Rồi mẫu này thì em còn 4 cái, em tặng luôn cho 4 chị cuối cùng luôn ha. Nên là 2 chị đã ở trên rồi, còn 3 chị nữa nha. Đây mã số 708, chị nào may mắn thì sẽ mua được cái bộ váy mẫu đang mặc với giá 19k, vừa dễ thương vừa xinh vừa hợp với mọi người luôn, rất là đẹp nha. Rồi bắt đầu luôn các chị nha. Bắt đầu lướt người thứ ba nè. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi dừng ở đây. Đó là ai ạ? Đó là chị Hiền. Chị Hiền Chip nha. Hiền Chip còn trong livestream này không ạ? Chúc mừng chị nha. Chị sẽ nhận được cái bộ này. Nhưng mà chị phải để đúng cho em là số điện thoại kèm 708, kèm trúng thưởng và địa chỉ cho em nha. Chị nào đọc tên trúng thưởng mà không nhận thưởng đúng cách là bị hủy thưởng. Lần sau lên kiện shop, shop không giải quyết nha. Là em nói trước, shop không giải quyết. Và đặc biệt hơn, mình chơi trúng thưởng ở đâu mình đòi shop đó. Đây là shop 99 các chị nha. Nhìn kỹ tên shop giúp em trước khi chơi ha. Nhiều chị chơi xong qua shop khác người ta đòi, người ta chửi mình không nghe, mình chửi lại ta là không có được nha các chị nha. Đây là shop 99 các chị nha. Rồi 708 cho chị Hiền Chip nè. Nhanh tay số điện thoại kèm chữ trúng thưởng giúp em nha. Rồi em chuẩn bị lướt và chọn ra người thứ tư nha các chị nha. 3 người rồi, bây giờ là người thứ tư nha, còn 2 người cuối cùng. Bắt đầu không biết ai sẽ là người may mắn các chị ha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi dừng ở đây là ai ạ? Ok, chúc mừng chị Hương Cherry nha. Hương Cherry để lại số điện thoại, khoảng cách trúng thưởng, mã số 708 giúp em nha. Rồi nhanh tay giúp em, chị Hương Cherry nè là chị thứ tư trúng thưởng, rất là may mắn luôn. Hiện tại bây giờ rất là nhiều người xem các chị ơi. Thì những chị nào trúng thưởng thì mình để đúng cú pháp là được rồi, không cần em phải xác nhận. Đúng cú pháp là mã số kèm với số điện thoại và kèm với chữ trúng thưởng giúp em là ok ha. Càng tốt hơn nếu có để lại địa chỉ. Rồi bây giờ là người cuối cùng. Khi mà bộ này kết thúc người cuối cùng của mini game này á, thì em sẽ bắt đầu bán đồ và giới thiệu đồ cho mọi người với giá là sale, với giá đang giảm giá là còn 99.000 ha. Với giá đang giảm giá là 99.000 một bộ nha. Thì khi mà kết thúc mini game mình sẽ có bán rất là nhiều đồ đẹp cho mọi người luôn để cho các chị lựa chọn. Rồi đây là người cuối cùng thì nhận được bộ của người mẫu nha. Ai đây ạ? Nhanh tay nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dừng ở đây. Ok, ở đây là ai ạ? Đó là chị Linh Luna. Linh Luna có comment là Linh với 19 nè. Chị Linh Luna còn trong livestream này không? Đấy, tôi mới vừa quăng đấy. Nó rớt đâu rồi. Chị Linh Luna nha. Chị Linh Luna ơi, để lại cho em là số điện thoại nha, khoảng cách là trúng thưởng kèm với 708 nha. Rất là may mắn thì nhận được cái bộ vừa rồi, rất là đẹp luôn. Rồi những chị khác mình không trúng thì không sao hết, cũng đừng có buồn nha. Tôi để gấp đôi. Rồi nha, rồi các chị nào mà mình có chia sẻ rồi á thì mình sẽ mua đầm váy bên em với giá chỉ có 99.000 thôi. Nên là các chị mình nhanh tay với những bộ đồ rất là xinh nha. Mẫu đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các chị là một mẫu đầm xòe rất là xinh luôn. Hôm nay lên làm mấy gì? Hôm nay mặc lại mấy cái đầm bịch rồi còn hết á. Trên đó không còn cái nào hết. Không, yếm hết luôn rồi. Còn sơ mi hồng còn. Rồi nha, chị nào lấy cái bộ mặt trước sau mà không mặc lo mặc đừng hết. Rồi nha, nên là chị nào lấy cái bộ của em để lại cho em mã số là 868 nha. Rồi, chị Linh Luna để sai cú pháp trúng thưởng chị không nhận được thưởng chị nha. Em nãy giờ em đọc cú pháp trúng thưởng rất là nhiều. Em nói lại lần nữa, 5 chị trúng thưởng hồi nãy để lại số điện thoại kèm 708 hai chị đầu là mã số khác nha. Mình phải để lại số điện thoại kèm mã số của bộ đồ được trúng thưởng và kèm chữ trúng thưởng. Còn không là chị sẽ không nhận được thưởng luôn. Nên là đừng có kiện shop nha. Còn không mình sẽ không nhận được thưởng luôn các chị nha. Rồi em không nhắc lại phần chơi đó nữa. Bây giờ kết thúc game rồi. Những gì nào không may mắn thì có thể chơi vào những cái like sau. Một ngày em like tới 3 like mọi người chơi rất là thoải mái luôn. Các chị nhớ theo dõi shop 99 nè để có thể vô xem like và có thể chơi game mỗi ngày các chị ha. Rồi nhanh tay giúp em. Bộ em đang mặc mã số là 868 các chị nha. Bộ em đang mặc mã số là 868 là một mẫu xòe rất là xinh luôn, 52kg đổ xuống, vòng eo tới 72 sẽ mặc vừa. Với giá chỉ có 99k một bộ khi mình mua từ 2 bộ trở lên nha. Mã số là 868 các chị ơi. Ok, Hương Cherry làm đúng nè. Nhưng mà không phải mã số 908 đâu chị ơi, chị để lộn mã số trúng thưởng là không nhận được thưởng luôn á. Mã số của chị nhận được á, mã số của chị nhận được đó là 708 nha. Trời ơi, người thì để sai mã số, người thì để sai cú pháp trúng thưởng. Các chị cứ để sai như vậy là không nhận được thưởng, đừng có lên kiện em nha. Rồi giá tiền em ghi ở bên dưới các chị coi giúp em nha. Đây với bộ đồ rất là xinh như thế này chỉ có giá là 99k một bộ thôi khi các chị mua từ 2 bộ trở lên nha. Trước các hàng Kim Tuyến mặc cực kỳ xinh cho mình luôn. Rồi ok, xác nhận cho chị Hương Cherry là đúng rồi nha. Rất là xinh luôn nha. Mã số là 868 mà các chị chỉ bỏ ra 99.000 mình sẽ mua được một cái bộ đầm rất là xinh thế này để mình có thể mặc đi chơi để được ha. Dưới 52kg mình mặc được hết chị ơi, đầm váy may free size nha. Dưới 52kg mình mặc được hết nha, mình yên tâm nha. Em 46kg đây à. Em 46kg và cao 1m65 nha. Đây mặc cái mẫu xòe rất là xinh, nó khoét hai bên eo nè để làm cho nhìn eo mình nhỏ hơn. Dù eo ai có bự đi nữa thì nó nhìn vẫn thon hơn rất là nhiều các chị nha. Rồi, mua một bộ thì là 129.000 chị nha. Mua 2 bộ trở lên em sẽ giảm giá cho mình. Chị Nguyễn Thị Linh Huệ không có trúng thưởng mà tự để trúng thưởng bên em sẽ lóc chị nha. Tại vì điều nhiều chị gian lận là bên sẽ lóc những người gian lận hết nha. Lưu giúp em vấn đề này, ai gian lận là bị lóc hết. Rồi chị nào lấy cái bộ của em là để lại cho em mã số. Mã số của bộ em đang mặc là 868 nha. 868 em đỏ số điện thoại địa chỉ giúp em chỉ có một màu đỏ thôi nha. Giờ mua thì khi nào nhân viên gọi điện chốt hàng cho mình rồi nhân viên sẽ báo khi nào chị có hàng chị nha. Rồi ok chị Linh Luna. Ok thấy nhận thưởng rồi nha. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình luôn. Rồi ok chị Yến Yến thấy nhận thưởng luôn. Ok chị yêu nha. Rồi đây là chị nào á, lấy cái bộ của em đang mặc để lại cho em mã số là 868. Bây giờ qua mẫu tiếp theo cho mình nha. Rồi đây ha mấy chị ha, đây là một cái set ha rất là xinh luôn. Thì đây là set Chanel nha mấy chị nha. Thì cái này là quần của nó là quần lửng nha. Đây ạ, à, quần của nó là quần lửng nha, cực kỳ xinh. Ở dưới này đây nha, chất của nó là chất thun nha mấy chị nha. Đây ạ, à, Chanel nha. Và cái hình của nó là hình in vô vải luôn nha mấy chị. Nên là mình yên tâm, giặt là nó không sợ. Mà là mình không sợ bị bung hay là bị dính gì hết trơn á nha. Mình chỉ cần là để như vậy giặt thôi cũng rất là xinh rồi. Thì nó kèm cả túi luôn cho mình như thế này nha. Mẫu này á là 52kg độ xuống giúp em nha. 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72, vòng eo 72 hoặc 73 giúp em là ok nha. Đây ạ, à, cực kỳ xinh luôn cho mình nha. Mình có thể mặc thành đồ bộ ở ngoài. Tại vì cái này kèm áo và kèm luôn cả quần. Cho nên là mình có thể mặc, chị nào không thích bỏ thùng thì mình có thể là mặc hành áo ở ngoài như thế này nha. Đây ạ, 40kg vừa mẫu này nha. Rồi cái này set Chanel là rất là xinh luôn. Đây nha, mình mặc hành set bộ ở nhà luận cũng rất là xinh nha. Rồi mã số là 878 nha. 878 60kg mẫu này vẫn không vừa đâu chị ơi. Đây nha. Rồi 878 chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Kèm áo và kèm luôn cả quần. Thì cái này áo mấy chị có thể mặc chung với những cái váy cũng được nè. Mặc chung với những cái váy nào, những cái quần jean cũng được luôn. Hoặc là quần mấy chị mặc với những cái áo khác, áo thun khác cũng rất là xinh nha mấy chị nha. Rồi đây ạ, đây 47kg vừa nha. Mẫu này 52, 53kg độ xuống giúp em nha. 52, 53 ký độ xuống giúp em cực kỳ xinh luôn. 878 ok chị Duyên Lê nè, 878. Chị Phương Nghệ ơi cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Chị để 878 không mà bên em không chốt được hàng đâu. À, chị Nguyễn Lụa ơi cho em số điện thoại đi, 878 không bên em không chốt được hàng. Em đã nói là 52, 53 kg đổ xuống có nghĩa là 47 kg vừa nha mấy chị nha. 52, 53 kg đổ xuống có nghĩa là 47 kg là mình vừa nha. Rồi 878, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để đại lý giúp em. Số điện thoại khoảng trống 878 khoảng trống màu và địa chỉ nha. 129k một bộ, hai bộ chị với giá là 99k thôi nha. Hai bộ chị với giá là 99k một bộ thôi, cực kỳ xinh cho mình luôn đây ạ. À, chị Khả Ái ơi mình lấy mã số nào rồi chị ơi, em thấy số điện thoại của mình không à, mà em không thấy mã số đầm nha, mã số lại giúp em nha. 878 nha, 53 kg ở vòng eo dưới 73 giúp em nha. Ok chị Nhi Ngọc nè, 878 luôn. Mẫu này mình mặc nhà rất là xinh và đặc biệt luôn là chỉ có 99k thôi cho những chị nào thích. Trời ơi cái bộ này mà 99k vải rất là đẹp nha mấy chị nha. Đây ạ. À, rồi ok chị Mỹ Linh Ngô là 878 cho mình luôn, vải rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi, chị nào thích mẫu này nhanh tay. Rồi, chị nào nhanh tay lấy mẫu này nhanh tay để lại đi giúp em nha. 878 khoảng trống địa chỉ, khoảng trống màu và số điện thoại giúp em ạ. À. Rồi, chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay, mẫu này không có nhiều đâu mấy chị ơi. Mẫu này không còn nhiều đâu nha. Rồi, chị ơi 376 bên em không có mã 376 với lại mã 350 nha. Chị lộn xếp rồi ha chị Tiền Nguyễn ha. Rồi có màu nào hả? Có một màu thôi chị ơi, có một màu thôi. 50 kỹ vừa nha chị nha. Mẫu này đây, mình không thích thì mình mặc cái áo này với những cái váy khác cũng rất là xinh luôn. Đây hoặc là mình mặc thành đồ bộ như thế này, mặc ở nhà rất là xinh nha. Rồi ok chị Nguyễn Thị Như nè, 878 luôn đen cho mình nha. Rồi ok chị Kim Ngân Phan nè, 878 55kg cao trên 1m62 giúp em nha. 55kg cao trên 1m62 hoặc 63 giúp em là vừa nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay để lại liền nha. Bên nó có túi hai bên hông luôn, cực kỳ xinh cho mình luôn ha. Đó mình để tiền vài đồng tiền lẻ ha, mình bỏ vô vẫn được luôn nha mấy chị nha. Đây là rất là xinh, Chanel nha, Chanel Chanel. Chờ đeo nha. Rồi 878 em 50 kg vừa nha chị ơi, 50 kg vừa nha. Ok chị Nguyễn Lụa nè, 878 cho mình luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay để lại liền giúp em nha. 878. Chị Trương Thảo ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Chị để 878 màu đen không ai biết mà chốt hàng cho mình hết trơn á. 878 đen không ai chốt hàng cho mình hết nha. Mẫu này 53 kg độ xuống. Ok chị Tiên Phạm 878, ok chị Hương Hoàng 878 luôn. 979 màu đen còn không chị? Làm gì có 979. Làm gì có 979 chị ơi, không có 979 nha, không có 979 nha. Rồi 878 số điện thoại, mã số màu và địa chỉ giúp em nha. Chị nào không đầy đủ cú pháp bên em không chốt hàng. Rồi 879. 879 còn. 879 còn á chị ơi, 879 còn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. Rồi các chị ơi đây nha, sơ mi bên em á, thì hiện tại là mẫu này còn chỉ còn 3 cái thôi. Thì một số chị là ngày hôm qua không nghe máy á, nên là em còn sót lại đây còn 3 cái nè. Nên là các chị nào mà mình thích thì mình nhanh tay mình đặt liền giúp em nha. Hiện tại là còn đúng 3 cái màu hồng luôn á, nên là chị nào thích sơ mi bên em thì ngày hôm qua em đã nói rất là nhiều rồi. Thì hôm nay các chị nào ưng thì chỉ cần đặt thôi. Để lại cho em mã số là 693. Rồi nha, bộ em đã mã số là 693 các chị nha. 693 khoảng cách màu hồng, số điện thoại và địa chỉ giúp em đặt hàng nha. Không có 787 chị ơi, cái mẫu hồi nãy là 878 chị nha. Sao kỳ vậy ta? Như các chị không nghe rõ mã số hay sao, bên em đọc rất là rõ ràng các chị ha. Đâu có phải nói tiếng khó nghe đâu các chị ơi. Rồi 878 với chị Bùi Nụ nha. Rồi ok 878 đã sạc hàng rồi nha, 716 hết hàng rồi chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc là 693 khoảng cách hồng, số lại địa chỉ. Sơ mi này rất là đẹp, chất sơ mi lụa nha, 55 cái độ xuống mình mặc được hết nha, 55 cái độ xuống mình mặc được hết các chị nha. Rồi còn rất là nhiều mẫu set bộ cho mình luôn, mình cứ yên tâm rất là nhiều luôn các chị yên tâm nha. Rồi đây mẫu này nhanh tay nè, sơ mi rất là đẹp luôn. Rồi ok Dung Dung 879 đen cho chị luôn, chút xíu mặc 879 cho mình xem luôn nha. Rồi chị nào lấy cái bộ của em thì nhanh tay để lại cho em mã số là 693 nè. Một cái đầm sơ mi rất là đẹp, vừa có thể mặc thành áo sơ mi, vừa có thể mặc thành đầm sơ mi rất là sang luôn để các chị có thể mặc đi chơi. Cái này các chị có thể phối một cách sang hơn để đi tiệc đều được. Mình mua một cái dây nịt bạn Mà bây giờ rất là nhiều bạn nữ hay mang, giống như là có Chanel rồi Gucci đó, mình thắt ở đây rồi xong mình mang guốc cao lên là rất là đẹp, mình có thể mặc đi tiệc luôn, nó rất là sang, nhìn cực kỳ sang luôn các chị nha. Đó, hoặc là mình có thể là mặc đơn giản để mặc mình mặc đi chơi cho cá tính, thì có thể là mang giày thể thao rất là đẹp luôn ha. Mặc sơ mi này, mang giày thể thao, mặc thêm quần bên trong, nếu như mà cử động mạnh thì có thể là không có sợ là bị hở gì ha. Rồi bộ em đang mặc là 693, hiện tại chỉ còn màu hồng thôi, ai đặt nhanh em chốt luôn. Đinh Thị Huyền cho em địa chỉ nha chị ơi, tại vì có rất là nhiều chị hôm qua đặt hàng không nghe máy nha, nên là hôm nay em chốt cho chắc luôn nè chị ơi. 60kg không vừa nha, 55kg đổ xuống mới vừa nha. Sơ mi hồng này rất là xinh nha. Chị Tuyết Ngon Nguyễn là để lại cho em địa chỉ rõ ràng chị ơi. Cảm ơn chị Hương Cherry nha. Cảm ơn chị Hương Cherry nha. Rồi nhanh tay giúp em, sơ mi này bao đẹp, trước sơ mi lụa. Các chị mua bên ngoài không có giá 99.000 cho mình đâu, mua bên ngoài cũng không có giá 129.000 cho cái áo sơ mi này đâu. Em bao giá các chị luôn. Chất này là chất sơ mi lụa, không có ủi luôn nha. Em không có ủi luôn mà em mặc lên rất là thẳng các chị nha. Ê bà nghe máy. Ủa nghe ai gọi. Rồi nha. Chắc là tâm mình phát. Chắc bồ bà. Rồi nha. Tất nhiên trúng thưởng sẽ trao quà chị ơi, chị có thể đặt thêm hàng để gửi cùng với cái hàng trúng thưởng cho mình về, đỡ tốn tiền ship. Tại vì tiền ship các chị phải bỏ ra các chị nha. Mình mua hàng luôn mà mình gửi về cùng một lần luôn các chị nha, cho nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình, ai không nhanh tay đặt sẽ hết hàng. 1m50. Rồi 693 cho chị Bùi Nụ nha, ok chị yêu nha, 55kg vừa luôn nha. Rồi ok bốn hết hàng rồi, ai đặt sau là không có hàng đáng chịu nha. Em qua mẫu tiếp theo cho mình nha. Rồi đây ha mấy chị ha, tiếp theo luôn là một mẫu đồ bộ rất là xinh nữa cho mình nha mấy chị nha. Đây ạ, cái mẫu này ha, mình mặc mình bỏ áo vô thùng vẫn đẹp nè, mình mặc bỏ ra như em vẫn đẹp nha. Cái mẫu này á là mẫu lửng nha, và cái quần của nó là quần lửng như thế này nha. Đây ạ. Không biết là mình thấy rõ không ha, đây nha, quần lửng nha, rất là xinh luôn. Và nó kèm luôn cho mình cái nơ ở trong bụng như thế này. Nếu mà chị nào thích thì mình để, không thích thì mình lấy kéo mình cắt ra giúp em cũng ok luôn nha. Đó như thế này nha. Rồi mẫu này quần của nó là quần chấm bi, rất là xinh luôn mấy chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Rồi mẫu này á là 52, 53kg đổ xuống nè, 53kg đổ xuống giúp em, mã số là 873. 873 nó có hai màu cho mình là màu cam và màu đen nha, màu cam và màu đen ở số 873. Mẫu này không còn nhiều đâu, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 873 khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đây ạ. 55kg ở vòng eo dưới 73 giúp em chị ơi, 55kg vòng eo dưới 73 giúp em nha. Rồi, cái này kèm luôn cả áo và quần luôn cho mình là chỉ có 99k khi mà mình mua trên 2 bộ thôi. Đây ạ, cực kỳ xinh cho mình luôn nha. Đây cái quần đây nha mấy chị nha. Quần của nó là quần thun cực kỳ mịn luôn. Đây ạ, cực kỳ thoải mái cho mình luôn nha. Rồi áo của nó là áo thun, mình có thể mặc áo thun với những cái áo váy khác cũng được nha. Đây nha, 873 ok chị Thu xinh là 873 cam luôn đây nha. Áo của nó đây nha. Rồi ok chị Diễn lên là 873 cam luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha mấy chị nha. Màu cam sẽ đi với áo đen nha, cam sẽ đi với áo đen, cực kỳ xinh cho mình thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 873. Khoảng trống màu và địa chỉ giúp em. Ok chị Ly Thùy An là 873 cam, ok chị Phạm Nga 873 cam luôn. Mẫu này 53 54kg đổ xuống nha. 53 54kg đổ xuống nha là vừa nha mấy chị nha. Đây là 873. Rồi chị nào thích mẫu này nhanh tay. Ok 873 đen cam luôn. Rồi cho xin số điện thoại đi chị ơi, dồn đơn cũng phải có số điện thoại giúp em. Ok chị Thanh Văn là 873 cam luôn. Rồi chả thấy gọi. Trời ơi, chúng mà chả thấy gọi chị ơi, hình như là bên hệ thống mới báo là chị mới nói hôm qua à. Mà chị ơi, chị mới trúng hôm qua, chị phải chờ người ta gọi chứ ha. Hiện tại là đơn hàng rất là nhiều và hiện tại là đang thiếu nhân viên nha, cho mình là mình thông cảm nha. Lóc luôn. Ghét. Ok chị Thanh Văn nè 873 cam. Ok chị Phương Vy nè 873 cam. Ok chị Tuyết Phạm 873 cam. Lấy màu chị mặc để lại cho em số điện thoại màu và địa chỉ đó chị ơi. Cái màu của em là màu xanh đen đó chứ không phải màu đen đâu nha, xanh đen nha. Ok chị Nang Trần Văn là 873 luôn. Cái này là màu xanh nha, màu xanh đen đó mấy chị ơi, không phải là màu đen đâu nha, xanh đen rất là xinh luôn, không phải là đen. Ok chị Trương Thảo là 873 cam. Rồi chị nào lấy nữa nhanh tay nha. Ok chị vừa Bướm Từ Nhỏ là 873 cam luôn. Rồi chị nào thích mẫu này nữa nhanh tay nha. Cái mẫu của em đang mặc á, cái màu của em đang mặc là màu xanh đen chứ không phải màu đen đâu nha mấy chị nha, màu xanh đen và màu cam nha chứ không phải màu đen nha. Rồi ok chị Chúc cô là 873 cam luôn. Rồi đây cái quần đây chị ơi, áo thun nha, áo thun nha. Đây cái quần đây. Đây cái quần đây nha. Đây cái quần đây mấy chị ơi, đây chấm bi nha. Chánh Bi rất là xin lương, không bao giờ bị lỗi mớ. Rồi 873 nha. Rồi ok chị Hương Hoàng nè, 873 cam đen luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay nha, 873 nha. Đây cái quần của nó. Đây nha, cái quần của nó nha là như thế này, và cái áo của nó là màu đen nha. Đây rất là xinh luôn. Đây nha, cái áo của nó sẽ là màu đen như thế này nha. Đó, màu nào cũng xinh hết mấy chị ơi. Màu cam hay màu đen gì màu nào cũng rất là xinh. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay. Đây nha. Áo tay lỡ có. Cái áo tay này là tay gì chị ơi? Tay này không phải tay lỡ. Tay gì? Không. Tay này không tay lỡ. Tay ngắn á. Này cũng vậy ta. Rồi, không có áo tay lỡ đâu chị ơi. Rồi 129k một bộ, hai bộ chị với giá là 99k một bộ thôi nha. Rồi chị nào thích mẫu này nhanh tay nha. Nên cái nào đây hả? Cảm ơn chị Hương Lan nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay và số là 873 nha. Để lại đúng cú pháp giúp em, số điện thoại khoảng trống 873 khoảng trống màu và địa chỉ nha. Có tiền ship nha chị ơi, tiền ship tất cả các tỉnh chỉ có giá là 30.000 thôi à. Rất là rẻ rồi, thì mình mua đại đi là mình mua 4-5 cái gì đó thì tiền ship cũng với giá là 30.000 thôi nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa không? Không là em qua hàng nha. Rồi ship hàng qua đơn vị nào? Không biết trả lời nào luôn. Không biết đơn vị nào luôn. Đơn vị nào? Đơn vị nào? Trong quân đội đó. Đơn vị nào? Chết đi. Mày kêu mồm ra nói chuyện. Rồi nha các chị ơi. Hả? Để đâu gọn được rồi, chúng con phải đâu. Rồi nha, hồi nãy chị nào á, mà đặt 879 á, thì hết màu đen rồi chị ơi, đặt lại cho em màu đỏ, còn màu đỏ thôi chị ha. Còn nếu như mà mình không thích đỏ thì đặt bộ khác nha chị ơi. Tại vì 879 á, là mình hết màu đen rồi, chỉ còn màu đỏ đi thôi ạ. Đây màu đỏ mặc lên rất là xinh các chị nha. Cái zoom này á, thì 55kg đổ xuống mình mặc vẫn được. Nhưng mà nếu như mà 55kg mà cái bắp chân bự quá thì mình sẽ không vừa nha. Không vừa, tại vì những cái ống zoom này á, những cái ống quần này thì nó hơi ôm. Nên là chị nào mà bắp chân thì vừa thôi thì mình ok vừa. Còn ví dụ như mà mình hơi bự quá thì mình sẽ mặc rất là chật các chị nha. Nên là tầm trung bình là 55kg nhưng mà eo dưới 75 thôi. Còn 55kg mà eo 80 đổ lên là không vừa các chị nha. Rồi 55kg thì ít nhất cũng phải cao 1m65 đổ lên thì mình mới vừa. Còn lại á, mà mặc vừa cái zoom này trung bình là sẽ là 52kg đổ xuống thì mình sẽ mặc thoải mái hơn. Còn nếu ai mà số đo cao quá thì nên cho em là chiều cao cân nặng và vòng eo để em tư vấn cho luôn nha. Rồi bộ em đang mặc mã số là 879. 879 hiện tại em còn màu đỏ thôi. Nãy chị nào đặt màu đen là hết rồi, không ai gọi cho mình nha. 875 hả? Còn đó chị ơi, chị còn không biết màu gì, nhưng mà bây giờ là bên em sẽ mặc hết những cái mẫu mà sẽ có mặt tại đây luôn. Thì các chị cứ theo dõi like đi, mình ưng ý mẫu nào mình đặt giúp em nha. Tất cả bán đồng giá, các chị coi dòng ghim giúp em nha. Mẫu zoom này rất là dễ thương luôn nè. Có kèm dây thắt NL cho mình luôn nha. Mày mặc cái kia bự hơn. Mày mặc sát lên chưa? Rồi chị nào đặt về lại giúp em mã số nha. Rồi bên em không có mã số 243 đâu chị ơi. Mà sao không thấy gọi? Không thấy gọi thì hôm nay mình đặt lại giúp em. Hôm nay gọi thì hôm nay mình đặt lại nha. 879 hiện tại còn đỏ thôi nha. Chị đặt lại giúp em 879 kèm màu số này để chị nha. 42kg mặc vừa nha chị ơi. Rồi nha. Mày thích chơi được bộ mày ơi. Bên kia nãy không ai đặt được bộ. Rồi ok, chút xíu nó sẽ qua rất là nhiều mẫu đồ bộ xinh cho mình luôn. Rồi mét 53 thì mặc mét 53 thì chị nói mét 53 không biết tư vấn sao luôn á. Chị phải cho cái số ký, chị phải cho cái số ký thì em mới biết là vừa hay không nha các chị ơi. Số ký, chiều cao, cân nặng, vòng eo đầy đủ nha. Rồi mẫu của em đang mặc là dưới 52kg, vòng eo dưới 75 sẽ mặc vừa. Ha, rất là xinh luôn. Chất vải của nó là chất các hàng Kim Tuyến nha. Mặc cực kỳ dễ thương cái mẫu này luôn. Ở đằng sau chất của nó là thun các chị nha. Thun thun nó có co giãn đây nè. Mặc cực kỳ thoải mái luôn, rất là xinh luôn. Mẫu zoom này mình mặc đi tiệc đi. Mẫu zoom này mình mặc đi chơi rất là thoải mái các chị nha. Bọn đi chơi đó thoải mái mình hoạt động nữa. Rồi chị nào lấy thì để lại cho em mã số là 879 nha. Hiện tại mẫu này còn có 3 bộ màu đỏ thôi. Nên là ai mà đặt không nhanh là hết hàng nha. Ok chị Ngân Phạm Lê Sĩ nha. Rồi các chị khác mình nhanh tay đặt hàng, không có đồ 70kg đâu chị ơi. Rồi tranh thủ giúp em bộ này mã số là 879 nha. Em qua mẫu tiếp theo cho mình các chị nha. Rồi đây ha mấy chị ha, đây ha một cái đồ bộ rất là xinh nữa đây. Thì cái mẫu này á mình mặc áo của rồi cái bộ này á là chị nào mà hồi nãy á mình không thích chấm bi thì bây giờ mình lấy sọc giúp em nha, đây nha, sọc đây nha mấy chị nha. Đây thì nó cũng tương tự như cái hồi nãy luôn, nhưng mà đây là sọc và cái áo của nó sẽ là phông rộng hơn nha. Còn nếu chị nào thích áo của nó phông ngắn á thì mình cứ việc mình cắt lên giúp em và mình bóp lại giúp em nha. Rồi thì cái mẫu này nó có hai màu cho mình luôn đây nha, hai màu luôn cho mình là màu trắng và màu đen. Cái quần thì nó cũng sẽ là cái quần này, nhưng mà chỉ khác nhau một cái màu áo thôi. Chị nào không thích thì mình bỏ áo vô thùng giúp em cũng được nha. Bỏ áo vô thùng giúp em là sẽ như thế này nha. Rồi hai màu là màu chị Châu, hai màu nha là màu trắng và màu đen nha. Chị nào thích trắng thì mình lấy trắng, còn chị nào không thích trắng thì mình lấy đen giúp em ở đây nha, hai màu cho mình luôn. Rồi chị khác nhau mỗi áo thôi, quần thì y chang nhau, quần y chang nhau nha. Chị nào nãy chưa lấy được bộ chấm bi thì mình lấy sọc giúp em nha. Đây cái là cái bộ này là kèm cả túi luôn cho mình nha. Rồi bộ này là 52kg đổ xuống giúp em, 52kg đổ xuống giúp em là vừa nha. Rồi hai màu cho mình lựa chọn luôn, áo của nó là áo thun nha, mình có thể mặc cái áo này với những cái quần khác cũng được nha, mặc cái áo này với những cái quần khác được luôn nha, cho nên là mình nhanh tay ạ. Rồi mã số là 872, chị nào thích trời vải không để thì đây nha, em đưa vải cho chị coi đây, áo của nó là áo thun như thế này đây nha, quần của nó là quần thun luôn đây, quần của nó là quần thun luôn nha, đây như thế này đây, đây em dơ lên cho mình xem luôn, được thì mình lấy nha. Rồi đây ạ đây nha. Rồi không có bộ nào 70kg đâu chị ơi, không có bộ nào 70kg hết trơn luôn. Rồi đây nha, chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Đây cái quần của nó đây. Rồi mã số là 7872, mã số là 872. Chị nào thích mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 872 khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Hai màu là màu trắng màu đen. Chị nào lấy trắng thì mình lại thích trắng thì mình lấy trắng, chị nào thích đen thì mình lấy đen. Màu này cũng xinh hết trơn á. Rồi ok nha, ok chị Nguyên Lụa là 872 đen luôn. Rồi chị nào thích màu nào mình lấy màu đó thôi, rất là xinh. Chị nào mà đặt hàng nhanh tay thì còn hàng, tại vì mẫu này về còn rất là ít luôn, không có còn nhiều, cho nên là chị nào đặt nhanh thì còn chị nào mà đặt chậm là hết hàng luôn á nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay để lại đầy đủ cú pháp giúp em nha. Số điện thoại mã số màu và địa chỉ nha, cực kỳ xinh cho mình luôn á mấy chị ơi. Trời ơi trời, hỏi có như hình không, hỏi có như hình không. Trời ơi chị ơi, chị Trúc ở lộn chị Quang Lê ơi, chị hỏi câu em muốn sửng sốt luôn á chị ơi. Chị hỏi câu có như hình không, nếu mà hình thì mình có thể là không giống, còn cái này em livestream, em livestream chị ơi, em livestream thì có sao em đưa lên vậy, bán sao em đưa đồ lên như vậy nha chị nha. Trời ơi hỏi câu cái em muốn thiệt, muốn lên tăng xăm máu luôn á. Rồi ok chị Trúc cô là 872 trắng cho mình luôn nha. Rồi ok chị Nguyễn Lụa, ok chị Nguyễn Thu Thảo 872 cho mình luôn. 46kg 1m55 vừa nha chị nha, vừa nha. Rồi chị nào thích mẫu này nữa nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 872, 38kg mặc vừa chị ơi, 38kg mẫu này hỏi bình thường à, không có gì hết trơn á, 38kg mặc thoải mái luôn. Đây nha, từ 50, 51, 52kg đổ xuống là mặc vừa hết trơn luôn á. Đây ạ. Đây nha. Rồi chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền. Đây cái dây này nè, chị nào á dây buộc nơ á, mà chị nào mình không thích buộc nơ mình về mình lấy họ lưỡi lam á, mình cắt cái đường chỉ này ra giúp em là ok nha. Đó, cắt hai bên giúp em là thành một cái quần bình thường nha. Đây nha, cắt đường chỉ hai bên giúp em nha. Rồi ok. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 872, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Đầy đủ cú pháp bên em mới chốt hàng nha. Chị nào không đúng cú pháp bên em không chốt được hàng cho mình đâu ạ. Rồi ok chị Tuyết là 872 trắng cho mình luôn. Rồi chị nào thích nữa không nhanh tay giúp em nha. Vài bộ nữa thôi là em sẽ quên. Rồi chị nào lấy nữa nhanh tay nha. Chị ơi chị 35.000 á, 35.000 thì chị ra ngoài chị mua giúp em nha. Rồi nếu mà chị thích 35.000 em bán cho chị cái áo nha. Rồi chị nào thích mẫu này nữa không, hai chị nào lấy nữa nhanh tay nha. Hai màu là màu trắng và màu đen nha. Ok chị Su Trần nha, 872 cho mình luôn ạ. Rồi có bộ Gucci không có Gucci chị ơi, hồi nãy có bộ Chanel thôi, chỉ có bộ Chanel không có Gucci. Ok chị Hai Lan Trần là 872 trắng luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay để lại liền giúp em nha. Hôm nay có like đầm không hả? Đầm hiện tại là để em coi, có lát nữa còn thì em sẽ mặc nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn cho mình nha. Rồi nha, em lên một set bộ rất là xinh cho mình nữa ha. Thì nãy chị nào mình không thích quần dài thì có thể có quần ngắn cho mình luôn. Mẫu này cực kỳ dễ thương, có hai màu là màu đỏ và màu đen. màu đỏ sẽ áo nó sẽ là chữ màu đỏ luôn các chị nha. Đây rất là xinh luôn à, rất là dễ thương ha. Rồi đây là chị nào lấy thì nhanh tay để lại cho em mã số của bộ này là 876 nha. Chị nào hồi nãy hỏi 875 là hết rồi nha. Rồi bộ em đang mặc là 876 có hai màu, mặc cực kỳ xinh. Chất vải của cái quần này á, là chất thun mát, thun lạnh đó các chị. Thun co giãn mà nó là thun lạnh mà kiểu như thun trơn đó mọi người. Mặc cực kỳ thoải mái luôn, cầm lên rất là mát tay. Mình mặc cũng thoải mái nữa. Đây cái quần nó tạo kiểu rất là xinh nha. Quần nó tạo kiểu rất là xinh luôn ở trên cái viền nè. Đây nha, đó có đến nơi đây cho mình luôn, có nơi rất là xinh. Rồi giá thì em ghi bên dưới chị ơi, một bộ là 129.000 nha. Mình mua hai bộ trở lên thì mỗi bộ chỉ có 99.000 thôi. Bên em là bán rẻ nhất rồi à, chứ các chị mà muốn rẻ hơn thì không có hàng như thế này cho mình đâu nha. Như thế này các chị được nguyên cả bộ và với giá 99.000 nó rất là rẻ rồi các chị ơi. Rồi nên là chị nào thích thì mình nhanh tay nha. Hàng thì y trên livestream thôi, chứ em đâu có thể nào mà lạnh đến nỗi mà lấy bộ khác lên like rồi bán bộ khác đâu chị ơi. Nên là mình cứ yên tâm về chất lượng nha. Mình xem trên like mình thấy ưng thì mình đặt, còn không ưng thì mình đừng có đặt nha các chị nha. Chứ đặt về cũng không ưng thì cũng đâu biết làm sao đâu. Rồi 872 trắng các chị video nha. Rồi chị nào lấy cái bộ của em là để lại cho em mã số là 876 nha. Mặc cực kỳ dễ thương luôn á. Cái quần này mình về mình mặc với rất là nhiều áo nè. Với rất là nhiều áo rất cực kỳ xinh luôn. Mình có thể mặc với áo 2 dây, áo 3 lỗ, áo kiểu này kia rất là xinh luôn ha. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay để lại cho em mã số là 876 các chị nha. Để lại cho em mã số 876 nha. 874 không? 874 vẫn còn nha chị ơi. Chị đặt đi, chị để lại mã số màu số nào địa chỉ giúp em nha. Rồi nhanh tay nè. Trời ơi sao chưa 4 phút nữa. 4 này sao mặt trời ơi, sao mặt luôn á. Không nó dài lắm, lấy nó dài lắm. Cái dây đó nhét vào trong. Thôi bớt tôi nhét vào. Rồi chị nào lấy cái mẫu của em đang mặc để lại cho em mã số là 876 các chị nha. Rất là xinh luôn. Sau cái mẫu này thì mẫu em sẽ mặc cái 874 cho mình xem luôn nha. Rồi đây mẫu này là áo và cả chân váy và cả quần sọt nha. Thì cái mẫu này là 52 cái độ xuống mình mặc thoải mái. 52 kg. Nó dài vậy. Ý là nó dài cái gì nó dài nhét bớt vô đúng không? Chứ mày không mặc được đâu, qua tao mặc rồi. Rồi nha, set quần ống rộng thì bên em hết hàng rồi chị ơi. Rồi nha, chị nào lấy thì mình nhanh tay nè. Chất vải của áo là chất thun cũng thoải mái nữa. Cổ nó là kiểu cổ tim á. Mình mặc cực kỳ dễ thương luôn. Áo này có thể mặc với rất là nhiều quần khác. Còn cái quần này có thể mặc cực kỳ với nhiều áo khác. Các chị phối nha. Bộ này nếu ai lấy cả bộ này á, thì mình mang giày cực kỳ cá tính luôn. Cái bộ này mình mang giày lên rất là cá tính, rất là xinh luôn các chị nha, rất là dễ thương luôn á. Rồi nhanh tay giúp em nha, bán nguyên là bộ chứ không có bán lẻ nha. 876 chị Quang Lê, ok có đơn hàng đầy đủ nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại 876 nha. Đó hai màu quần nhớ lại để đỏ với đen giúp em để nhân viên biết chốt hàng cho mình nha. Màu đỏ thì chữ của nó sẽ là màu đỏ luôn. Đó mặc lên rất là xinh và quần này mặc rất là mát và thoải mái nữa. Cực kỳ thoải mái cho các chị luôn nha. Nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại cho em mã số là 876. Rồi chị Nan Trần Vân này để lại cho em địa chỉ rõ ràng đó chị ơi. Nhân viên chút xíu sẽ gọi điện cho mình để chốt hàng á. Các chị nhớ căn máy điện thoại giúp em nha. 778 hết hàng rồi chị ơi, 778 hết hàng rồi nha. Rồi mình nhanh tay đặt bộ của em đang mặc để lại cho em mã số. Thôi là sao nó nhét vô trong cái áo, nhét trong áo ngực của mình luôn. Hôm qua tao nhét vô trong mình. Rồi nên là chị nào lấy thì nhanh tay nha. Rồi ok màu đen thì chị Quang Lê nhớ nói nhân viên giúp em. Rồi nhanh tay giúp em nha. Có bộ cộng sao? Rồi nhanh lên các chị ơi, chị nào lấy bộ của em để lại cho em mã số là 876 nha. 878, 877, được bộ 854 gửi hàng cho mình chưa vậy? Chị Quý Thị Hòa ơi, nhân viên có gọi chốt hàng cho chị chưa? Nhân viên gọi chốt hàng cho mình rồi thì mình sẽ có hàng nha chị nha, đợi hàng giúp em trong vòng 1 tuần thì nha. Chứ nhân viên chưa gọi cho chị là chị chưa có hàng đó chị ơi. Nên là mình lưu giúp em, mình đặt hàng mình nhớ nói là bộ nào mua và bộ nào trúng nha. Rồi tại vì hôm nay là em về toàn là set bộ với lại zoom thôi, đầm váy thì em chưa có về hàng kịp cho mình nha. Rồi nha, bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình nha. Chị nào đặt bộ em nhớ để lại 876 nha. 876 chứ không phải là 867 đâu nha chị ơi, lộn mã số rồi ạ. Rồi đây ha mấy chị ha, tiếp theo một cái zoom luôn, mã số là 874 nha, cực kỳ xinh cho mình luôn. Thì chị nào mà mình không nứt hai cái tay bẹp ra thì mình giờ mình cắt ra luôn, là mình mặc thành một cái hở zoom dây nha mấy chị nha. Đó, nếu mà chị nào không thích hai cái tay nó họ bẹp ra thì bây giờ mình cắt luôn, là mình thành một cái zoom dây cực kỳ xinh cho mình luôn đây ạ. Đây nha. Rồi mẫu này là có túi hai bên luôn, cực kỳ xinh. Cái này mình để điện thoại nè, để tiền được luôn nha, điện thoại và tiền đều để được hết. Chất ở trên của nó là chất thun luôn nha, thun tầng nha mấy chị ơi, đây thun tầng nha, đây rất là xinh. Rồi mẫu này á là họ 52, 53 kg độ xuống vừa luôn, 53 kg độ xuống vừa luôn giúp em nha, đây ạ. Rất là xinh luôn. Cái này là em mặc hành lửng nha, mã số là 874, mã số là 874. Thì nó có hai màu cho mình lựa chọn nha, là màu vàng và màu đen nha. Đây ạ, màu vàng và màu đen. Cái này là màu vàng nghệ nha. Đây 874 nha, hai màu là màu vàng màu đen. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 874, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Đây ạ. Đây nha, rất là xinh luôn. Rồi đây là kèm theo túi cho mình luôn nha. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 874, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Rồi 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k một cái thôi nha. Ok chị Hana Lâm nè, 874 màu đen luôn. Thì màu vàng mặc cũng rất là xinh mấy chị ơi, màu vàng mặc rất là xinh luôn. Rồi màu đen màu vàng màu nào cũng xinh hết. Chị nào thích màu nào mình lấy màu đỏ liền giúp em nha. Đây ạ. Chị nào thích màu nào mình lấy màu đỏ liền giúp em. Màu vàng ở trong đây là nó nhìn hơi sáng nhưng mà ở ngoài là nó không có sáng như vậy đâu nha. Đây ở ngoài là nó sẽ màu vàng như thế này nha, màu vàng dạng như là màu vàng nghệ nha. Rồi tại ở trên đây là ánh đèn nó áp vô cho nên là màu vàng của nó sẽ thành màu vàng chói một xíu nha. Rồi mã số là 7874, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 874, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Ok chị Nguyễn Lụa là 874 luôn. Đây nếu chị nào không thích và mình mặc không thích cái tay á, mình cắt ra giúp em luôn. Mình chỉ cần lấy lưỡi lam và mình cắt nhẹ ra thôi là nó đứt rồi, tại vì nó có đường chỉ may ấy nha. Đây thì mình sẽ mặc thành một cái zoom dây như thế này nha. Đây mình sẽ mặc thành một cái zoom dây như thế này nha. Có đơn chị ơi, chị để lại giúp em số điện thoại đi nha. Ok chị Như Quỳnh 874 đen luôn. Đó, chị nào mà không thích mặc zoom thì mình lấy như thế này giúp em nha. Nói chung là rất là dễ mặc, mình thích thì mình cắt nhẹ cái này ra giúp em. Đây rất là xinh. Rồi thôi mình mặc thành một cái zoom dây cũng rất là sang nha. Nói chung là mình thích kiểu này thì mình lấy mẫu đó thôi, mình về mình chế biến ra cái đó. Rồi 874 nha, chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 874, khoảng trống màu và địa chỉ. Mẫu này 53 kg độ xuống giúp em nha. 42. Ừ. Rồi 874 nha. Rồi ok chị Hương Vy nè 874, ok chị Thoại Nguyễn 874. Rồi có thể là nhân viên chưa gọi hoặc là chị bị sót đơn hoặc là cái mẫu đó hết hàng đó chị ơi. Chị để lại số điện thoại khoảng trống kiểm tra hàng hoặc là mình đặt lại trên livestream này giúp em nha. Hoặc là chị đặt lại trên livestream này giúp em nha chị nha, để lát nữa nhân viên kiểm tra hàng cho mình nha. Rồi kèm hai túi cho mình luôn. 874 chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 874, khoảng trống màu và địa chỉ à. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha. Rồi các chị ơi, nãy giờ các chị ơi 755. Rồi nha các chị ơi, em lên cho mình mẫu đầu xòe nha. Rồi Rồi em sẽ lên đầm cho mình luôn nè, em lên đầm xòe cho mình, xong mẫu đầm xòe này sẽ lên đầm body cho mình nha. Nãy giờ các chị hỏi đầm rất là nhiều nên là mình tranh thủ đặt hàng giúp em. Rồi mẫu đầm này mã số là 868 các chị nha. 868 cực kỳ dễ thương luôn, có hai màu là màu đỏ với màu đen. Hiện tại màu đen chỉ còn vài cái thôi. Nên là các chị nào nhanh tay đặt hàng để lại cho em mã số, khoảng cách, màu, số này địa chỉ giúp em nha. Rồi có đầm em sẽ lên luôn chị ơi, tại vì em không có để lên đầm cho mình nên em cũng rất là buồn ha. Rồi đây là các chị mình nhanh tay giúp em nha. Tại vì đợt hàng này là không có về đầm luôn á, nên là em cũng thật sự rất là muốn mặc nhiều mẫu đầm cho mọi người. Nhưng mà hiện tại ở đây là em cũng phải kiếm lắm mới ra được mẫu đầm cho mình luôn. Nên là các chị nào mình thích đầm mình tranh thủ mình lựa và đặt liền giúp em. Rồi 874 đen chúc cô để lại trong địa chỉ nha. Rồi mẫu của em đang mặc mã số là 868, cực kỳ dễ thương cho mình luôn ha. 868 52 cái đổ xuống vòng eo dưới 72 sẽ mặc vừa. Mẫu này mặc vừa đơn giản mà còn vừa xinh nữa, nên là các chị mình nhanh tay tranh thủ đặt hàng nha. Sau mẫu này thì em sẽ lên đầm body cho mình các chị ơi, tại vì hôm nay thì em đã hết sạch đầm rồi nên là hơi hiếm hàng, thì em sẽ cố gắng về nhiều đầm hơn cho các chị nha. Rồi chị nào lấy bộ em đang mặc thì để lại cho em mã số nè. Mã số là 868 kèm màu số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Rất là xinh luôn nha các chị nha. Mặc vừa đơn giản vừa xinh nữa. Kiểu xòe này thì những chị nào mà càng thấp á, hay là đùi hơi bự thì mình nên lấy những kiểu xòe, sẽ che bớt cái phần đùi của mình đi, thì nó sẽ nhìn mình mặc sẽ thoải mái và nhìn nó xinh hơn rất là nhiều. Mình lựa đồ cũng phải lựa nhìn theo cái cơ thể và cái vóc dáng của mình để mình lựa, chứ không phải là các chị lựa theo mình thích. Lựa theo mình thích thì có thể là dáng đẹp, dáng chuẩn rồi thì tất nhiên mặc cái nào cũng đẹp. Còn nếu mà dáng của mình nó hơi kén chọn đồ thì mình nên lựa làm sao để mình mặc cho cái dáng mình nó phù hợp các chị ha. Ví dụ như các chị thấy em mặc đẹp nhưng mà mình mua về mình mặc không đẹp là như vậy, nên là mình phải lựa theo cái vóc dáng của mình nữa, chứ không phải lựa theo cái bộ mình thích ha. Rồi đây là chị nào lấy bộ em để lại 868 thì bộ này sẽ dành cho những chị nào vừa thấp á, vừa thấp nè. Rồi những chị nào mà có bắp chân hơi bự thì mình có thể lấy cái bộ này, tại vì càng thấp mình mặc xòe sẽ giúp nhìn mình sẽ cao hơn rất là nhiều. Tại sao là xòe ngắn như thế này trên gối thì nhìn các chị sẽ rất là cao, còn các chị mặc body nó sẽ ôm sát từ người mình, nó sẽ thấy rõ những cái khuyết điểm của mình hơn. Body là dành cho những chị nào dáng đẹp hoặc là dáng khá chuẩn thì có thể mặc body sẽ đẹp hơn. Còn ví dụ như dáng của mình không được chuẩn cho lắm thì mình có thể mặc xòe, rất là dễ thương ha, dễ thương vừa cao và che được bớt khuyết điểm cho mình luôn. Rồi chị nào không có size đó chị ơi, dưới 52kg thôi nha. Rồi ok chị Khả cho em địa chỉ đó chị ơi, chị Nguyễn Thị Hòa. Rồi ok Nguyễn Thị Hòa để bên em kiểm tra lại cho mình. Nhưng mà em sợ là hai bộ trước chị đặt là hết rồi đó, 877 là hết hàng rồi nè. Rồi nha, 877 là hết hàng rồi, còn 878 thì còn hàng, nên là chị đặt thêm một bộ nữa để bên em chốt hàng cho mình luôn nha. Rồi nên là chị nào đặt cái mẫu của em đang mặc không phải mặc gì cũng đẹp đó chị ơi, tại vì đồ bây giờ đẹp á cũng dựa trên quần áo nữa. Bây giờ mình mặc đồ xấu lên nó cũng xấu rồi chị nha. Đó, ngày xưa thì nó vừa đẹp vì lùa chứ bây giờ khác rồi, bây giờ đồ mà xấu là mặc lên nó sẽ xấu. Nhưng mà nếu mà đồ mà rẻ mà nó đẹp thì mặc lên các chị sẽ vẫn thấy đẹp nha các chị nha, chứ không phải là cứ đồ mắc tiền là mặc lên nó mới đẹp đâu các chị ha. Rồi ok có địa chỉ rồi thì ok chị ha. Rồi chị nào lấy bộ của em để lại 868 bây giờ em lên mẫu body cho mình luôn ha. 755 rồi đây ha mấy chị ha, một mẫu đầm body cực kỳ sang cho mình luôn, mã số là 755 nha. Rồi ở phần trên của nó là chất ren ạ. Đây nha, ở phần trên của nó là chất ren, ở phần dưới của nó là chất lưới nha mấy chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình đó. Đằng sau là có luôn khóa kéo, mã số là 755. Mẫu này 52 53 kg độ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha. Vòng eo dưới 73 giúp em là vừa mẫu này nha. Đây là rất là xinh luôn. Đây nha, đằng sau có luôn khóa kéo cho mình, mã số là 755. Cực kỳ sang luôn, cái mẫu này mình đi tiệc tùng đồ ha, mình mặc rất là sang luôn ha mấy chị ha. Mình đi tiệc đồ nào, mình đi lễ rồi này kia ha, mình đi ăn uống hay là vô những chỗ sang trọng đó, mình mặc những cái mẫu này là cực kỳ xinh cho mình luôn. Mã số là 755. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 755 khoảng trống màu và địa chỉ nha. Chị duy nhất còn màu đỏ thôi, và mẫu này chỉ còn có 4-5 cái thôi, thì chị nào thích mẫu này nhanh tay đặt lại đầy đủ cú pháp giúp em số điện thoại khoảng trống 755 khoảng trống màu và địa chỉ giúp em ạ. Đây nha, đây rồi rất là xinh luôn. Chị nào hết thì mình nhanh tay để lại đầy đủ cú pháp rồi bên em sẽ chốt được hàng cho mình nha. Không để đầy đủ cú pháp bên em không chốt được hàng cho mình đâu ạ. 129k một cái mấy chị ơi, 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k một cái thôi nha. Hai cái chị với giá là 99k một cái thôi chị ơi. Rồi 873 hả? 873 còn á chị ơi, còn cái nha chị Nhi Lê nha. Em cao 1m6 và nặng 47kg nha chị ơi. Em cao 1m6 và nặng 47kg đây ha. Rồi chị nào đằng sau nó có xẻ đùi luôn. Hôm qua chốt cho em rồi sao giờ lại có cái màu đen, em lấy cả màu đỏ luôn mà chị. Vậy hả chị Mai Hương Nguyễn ơi, cái đó là chị mình báo lại với nhân viên giúp em. Mình để lại em số điện thoại khoảng trống gửi thiếu hàng nha, để bên nhân viên của em kiểm tra lại nha. Để lại giúp em là số điện thoại khoảng trống gửi thiếu hàng nha. Rồi ok chị Kim Huệ nè. Chị ơi 755 không có màu trắng chị ơi, trời ơi chị đặt màu trắng ở đâu ra không biết luôn á. Chỉ có đỏ thôi, mã số 755 của em đang mặc chỉ có đỏ thôi, không còn màu khác. Có màu khác em đã nói rồi nha. Rồi 129k một cái chị ơi, 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k một cái thôi nha. Hai cái trở lên chị với giá là 99k một cái thôi. 872 còn không? 872 còn không? 872 còn không? vàng đó chị ơi, 872 còn nha. Rồi mã số là 755, chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 755 khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đúng rồi. Rồi ok chị Hana lên là 755 cho mình luôn. Rồi chị nào lấy cái này nữa nhanh tay giúp em nha, 755 nha mấy chị ơi, 755 nha. Rồi nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là bên em sẽ chốt được đơn hàng nha. Mình không để đúng cú pháp bên em sẽ không chốt được đơn hàng cho mình đâu ạ. Rồi chị nào lấy 755 nữa nhanh tay để lại liền giúp em. Chỉ 1-2 bộ nữa là em sẽ up livestream luôn nha. Đầm sơ mi lụa còn màu hồng thôi chị ơi, đầm sơ mi lụa còn màu hồng thôi nha. 872 trắng chị Anh Vân ơi, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Cho em xin số điện thoại nha. Hiện tại là mẫu đầm bây giờ là hiếm lắm chị ơi, hiện tại là về hôm nay là toàn về Zoom không mà, cho nên là bây giờ em cũng đang rất là kiếm những mẫu đầm luôn cho mấy chị nha. Rồi nếu mà còn mẫu đầm thì em sẽ mặc cho mình nha. Rồi 8755 chị nào thích nhanh tay để lại liền giúp em nha, để lại giúp em số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ nha. Ok chị Thanh Văn này, 872 cho mình luôn. Rồi 755 chị nào thích để lại liền giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha. Rồi các chị ơi mình nhanh tay nha. Đây em lên cho mình một mẫu zoom luôn nha, rất là xinh cho mình luôn. Mã số là 782 nha, mẫu em đang mặc là 782 nha. Chị Hoài Nguyễn ơi, chị cứ đặt đi, còn hết thì nhân viên sẽ báo cho mình nha chị ơi. 691 hết rồi chị nha chị ơi, 691 hết rồi nha. Quăng gấu hết rồi. Rồi đây là mình nhanh tay, mình nhanh tay đặt về lại cho em mã số, màu, số này chị nha. Chị ơi kem body bên mình đang mang màu còn dùng được đấy chị yên tâm nha. Trời ơi chị yên tâm để sau sinh thoải mái chị ơi, không có quan trọng gì hết á. Khi nào mà các chị mà mình thôi kiên cử rồi á thì có thể là dùng kem thoải mái, tại vì nhiều chị là sau sinh một. Chị Vi ơi, chị Vi Thủy để yên tâm nha, kem body bên thoải mái luôn. Đây là đang mang thai cho con bú sau sinh thì mình dùng thoải mái, các chị cứ yên tâm nha. Kem em không có chất độc hại nên mình cứ thoải mái thôi. Rồi bộ em đang mặc là 782 nha, cái zoom này rất là xinh luôn nè. Rồi tranh thủ giúp em để hết hàng nha. 782 không phải phải không chị, cho em màu đen. Đây nè mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc là 782 nha. Rồi ok chị Trương Minh Anh có đơn nha. Rồi 691 hết hàng rồi chị Trúc cô ơi, hết hàng rồi chị đặt có không ai gọi đâu ạ. Chị Nga Cao ơi, chị đặt cái gì vậy chị ơi? Chị đặt cái gì mà chị để số điện thoại đen rồi, trời ơi cái mã số mà chị để cuối cái địa chỉ luôn mà em không biết luôn. 755 hết hàng, 755 không có màu đen. 755 mấy màu đỏ mà đặt màu đen gì chứ. 755 đấy mẫu mặc màu đỏ mà chị làm gì có màu đen như mình đặt chị ơi. Các chị đặt á, các chị phải ghi mã số nó kèm với cái màu luôn giúp em. Ghi số rồi nha, nên là mình nhớ ghi liền cái mã số cho nhìn cho dễ chị ơi. Rồi nha, rồi chị nào lấy bộ em để là 782 chỉ có một màu thôi, một màu đen em đang mặc nè, mẫu zoom rất là xinh luôn, zoom rất vai nha. Có khoen ở đây và mình thắt nơ đây rất là xinh luôn, thoải mái zoom đùi nha. 782 cho Hoa Hạnh, ok cho em địa chỉ cái chị ơi. Các chị nào chưa có địa chỉ thì tranh thủ cho em địa chỉ nha. 782 khoảng cách đen số loại địa chỉ ạ. Nhiều chị đặt hàng là những bộ nè, những bộ đã nói là chỉ có một màu thôi mà mình cứ đặt cái màu mình thích á. Như vậy là không có hàng đâu. Tại vì em đâu có phải bán hàng theo màu yêu cầu đâu chị ơi. Ha, nên mình lưu ý giúp em, mình đặt đồ dựa trên cái màu của người mẫu đã giới thiệu ha. Giá tiền ghi bên dưới chị ơi, giá tiền là 99.000 một bộ khi mình mua 2 bộ trở lên nha. Mình mua một bộ là 129.000 các chị ơi. Không có xem lại được chị ơi, trời mẫu mặc qua rồi, bây giờ chị nói là xem lại 872 với 873 như vậy là hơi khó. Bây giờ chị đặt đi rồi chị xem lại, khi nào em tắt like thì mở like coi, hoặc là bây giờ chị mở lại cái like mà ngày tối ngày hôm qua đó. Bây giờ chị vô shop 99 nào sẽ có những cái like mà tụi em like tụi em sẽ đăng lên hết, ngày nào like đăng lên hết, chị mở lại chị coi lại giúp em ha. Hoặc là bây giờ đơn giản thôi, bây giờ nếu như chị muốn đặt bộ đó chị để lại 2 cái mã số này kèm màu, số điện thoại, địa chỉ. Sau đó thì em gần offline rồi, 5 phút nữa offline rồi, mình mở lại like này mình coi lại tua lại cái mã số đó chị nha. Rồi 782 nha, 782 chị mua 2 bộ chị lên mới 99k một bộ nha. Chị không cần phải ghi 99k đằng sau đâu chị ơi. Chị để 782 đen số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Không có sai đâu chị ơi, dưới 52 kg là mình mặc được ha. 876 vẫn còn nha chị ơi. Rồi chị nào lấy cái bộ của em này là 782 này, hiện tại là còn 5 bộ duy nhất, chốt cho 5 chị nữa là hết hàng nha. Trao đổi giúp em dương này á, ở vai có độ co giãn. Dương này thì là 55kg mình mặc vẫn được nha, 55kg đổ xuống mình mặc vẫn được. Ở em nó cũng có độ thun co giãn luôn, thoải mái. 55kg nhưng mà eo chứ 75 thì mới vừa nha, eo vòng eo trên 75 là không vừa nha. Ok, chị mua 2 bộ rồi thì là 99.000 mỗi bộ. Các chị ơi, các chị khi mà nhân viên gọi điện cho mình đó thì em sẽ nói các chị như này để các chị dễ dàng mình mua hàng hơn nè. Một số chị rất là hiền luôn, mình đặt 2 bộ mà nhân viên gọi điện chốt hàng, nhân viên nói chị đặt một bộ này hả, cũng rồi im luôn, nhân viên chốt hàng gửi đi luôn, không chị nói là mình đặt thêm bộ nữa hay là mình có đặt thiếu bộ này bộ kia. Các chị đặt bao nhiêu bộ các chị nói trực tiếp với nhân viên chứ các chị lên đây các chị nói với tụi em không xử lý được. Cái vấn đề quan trọng nhất là các chị phải nói với nhân viên là mình đặt bao nhiêu bộ, bộ nào, màu nào để nhân viên là người đóng gói hàng cho mình và nhân viên sẽ gửi đi chứ không phải là tụi em. Nên là khi mà các chị nói đến với phản ánh với tụi em á, thì tụi em đâu có làm gì được đâu, tại vì tụi em chỉ làm người mẫu để livestream để tư vấn quần áo cho mọi người thôi. Còn cái vấn đề về hàng hóa, thiếu hàng, hụt hàng, gộp đơn, thiếu tùm la gì đó thì cái đó các chị phải nói trước khi nhân viên gửi hàng cho mình, các chị phải nói rõ được là mình đặt cái gì, ra làm sao, đầy đủ như thế nào ha. Nên là mình đừng có, nhiều chị rất là hiền luôn, nhân viên nói sao nghe vậy. Tại vì mình phải xác nhận được là đúng hay sai để mình nói lại nhân viên chứ không phải nhân viên lúc nào cũng đúng ha. Mình phải nói mình đặt cái này kia hay là tính tiền sai rồi bây giờ tính lại cho coi. Đó, rất là nhiều phản ánh các chị phản ánh với tụi em nhưng mà tụi em không giải quyết được gì đâu. Nên là cái đó các chị phải nói với nhân viên, nói chuyện với nhân viên nha. Rồi rõ ràng trước khi gửi để cả hai bên cũng thoải mái và lần sau có thể mua hàng nữa. Chứ mình không thoải mái là lần sau không có mua hàng nữa ha. Bên em cũng rất là buồn. Rồi nha, bộ em mã số là 782. Đây là chị nào đặt nha, tay để lại cho em mã số 782 các chị nha. Rồi, nhanh tay giúp em nha. Một bộ nó 55 không. Rồi xuống gọi rồi nha, mã số là 782 nha. Bây giờ là chuẩn bị em qua một mẫu cuối làm sẽ offline rồi, nên là chị nào đặt bộ của em thì để lại 782 kèm đen số điện thoại địa chỉ nha. Tại vì nó chỉ còn 1 đến 2 bộ nữa thôi. Chiều nay sẽ còn live vào lúc 6 giờ và lúc 9 giờ tối nữa. Mọi người nhớ đón xem 2 live này nữa, đón xem từ đầu live để các chị có thể tham gia được mini game nè. Tham gia được mini game biết đâu mình sẽ là người trúng thưởng. Rồi sau đó chơi game xong mình có thể mua hàng thêm, mình ship cùng với hàng trúng thưởng các chị ha. Chị nào trúng thưởng thì mình nhớ là nghe máy thì nhận thưởng, còn không nghe máy bên hủy thưởng nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu cuối cùng cho mọi người để sẽ offline lại này. Nên là các chị mình tranh thủ đặt hàng giúp em nha. Rồi đây ha mấy chị ha, tiếp theo luôn đây là một cái set gấu rất là xinh luôn. Thì nhiều chị là hỏi là set gấu này lắm luôn á, thì bây giờ là nó chỉ còn có 3-4 bộ thôi. Thì chị nào đặt mình nhanh tay giúp em nha, mã số là 854 nha. Đây là mã số là 854 kèm áo và kèm luôn cả chân váy cho mình nha. Đây 854 kèm áo và kèm luôn cả chân váy như thế này cho mình luôn, cực kỳ xinh luôn nha. Chị nào thích thì mình nhanh tay để lại liền giúp em. Chất của nó là chất thun cực kỳ mịn cho mình luôn ở đây nha, chất của nó là chất thun rất là mịn luôn. Rồi 854, chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Hết mẫu này là em sẽ up livestream, cho nên là chị nào mà hồi nãy giờ mình chưa đặt á, mình đặt liền trên livestream này giúp em. Còn những chị nào hồi nãy giờ mình chưa có đầy đủ cú pháp, mình để lại đầy đủ cú pháp trên đây để bên em chốt hàng cho mình ha. Không đầy đủ cú pháp bên em không chốt hàng cho mình đâu. Rồi 129k một bộ, 2 bộ chị với giá là 99k một bộ thôi nha. Rồi chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em, số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ ạ. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha, số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ giúp em là được nha. Rồi mẫu này chỉ còn màu cam duy nhất thôi nha, cái này là màu đỏ đỏ cam cam đó mấy chị ơi, rất là xinh. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em, giá này là không, số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ giúp em nha. Rồi nhanh tay để lại đầy đủ cú pháp bên em mới chốt được hàng cho mình nha. Trời ơi chị Kim Đan ơi, chị nhắn cái gì á. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha mấy chị nha, để bên em chốt hàng cho mình. Còn chị nào không đặt đúng cú pháp bên em không chốt được hàng cho mình đâu ạ. Không đúng cú pháp bên em không chốt được hàng cho mình nha. Mình phải đặt đúng cú pháp bên em để bên em chốt hàng cho mình chứ nha. Cái gì vậy? Có với em. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, 854 nha. Rồi sao không ký chị là sao xếp số bu ký là sao chị ơi, em không hiểu nha. Rồi mẫu này là 53 54 ký độ xuống người luôn nha mấy chị nha, cực kỳ xinh cho mình luôn. Rồi chị nào thích nhanh tay để lại giúp em mã số là 854 nha, để là đầy đủ cú pháp giúp em. Số điện thoại khoảng trống 854 khoảng trống màu và địa chỉ. Màu này là màu đỏ đỏ cam cam rất là xinh mấy chị ơi. Cái bộ này mình có thể mặc áo với những cái chân váy khác, hoặc là mặc váy với những cái áo khác cũng được luôn nha. Chị nào mà ốm quá mình mặc có hơn cái động cái lưng thì mình về mình bóp lại giúp em một xíu thôi nha. Mình nhớ là chừa bụng thở nữa nha mấy chị nha. Rồi mình đừng có bóp nhiều, mình đừng có bóp nhiều quá là mình nghỉ thở luôn á. Rồi chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 854 khoảng trống màu và địa chỉ nha, rất là xinh luôn. Rồi em để lại một phút nữa cho những chị nào mà mình chưa đặt hàng, mình chưa đặt được hàng, mình chưa để đầy đủ cú pháp thì mình để lại liền giúp em nha. Còn những chị nào á mà mình đã đặt hàng rồi thì mình nhớ là mình để điện thoại để chuông, để khi mà nhân viên bên em gọi là mình nghe liền giúp em. Chứ mà nhờ bên nhân viên bên em gọi một lần mà không nghe là bên em sẽ hủy đơn hàng của mình luôn á nha. Rồi hiện tại là em sẽ up livestream luôn. Thì hẹn gặp lại mấy chị vào 6 giờ chiều nay nha, 6 giờ tối nay nha. Rồi bye bye tất cả các chị luôn. Rồi muốn mua kem chị để lại số điện thoại khoảng trống kem body giúp em. Thì một lát nữa sẽ có nhân viên gọi điện thoại và báo cho mình là kem chỉ cho mình kem nha. Rồi bây giờ em sẽ chào tất cả các chị luôn.